Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo trang web của Bộ Nội vụ, do ảnh hưởng của thảm họa bão, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy tuần qua, tổng cộng có 94 người đã thiệt mạng và 31 người mất tích trong 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Theo báo cáo của Ban Dân Chính tỉnh Hồ Nam, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra trong những ngày qua đã khiến 872.000 người tại 19 quận Vĩnh Châu và Sâm Châu bị ảnh hưởng, 29 người thiệt mạng, 108.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 1.900 ngôi nhà bị sập và hơn 7.900 ngôi nhà bị hư hại, 350.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 50.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,49 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Đỗ Gia Hào, Bí thư tỉnh ủy đã ra chỉ thị yêu cầu các ban ngành liên quan của tỉnh nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ những người bị nạn. Cục Dân vận, Thương mại và Tài chính tỉnh đã kịp thời phân bổ 2,4 triệu nhân dân tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của người dân vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã ảnh hưởng đến 7,542 triệu người tại 9 quận, huyện thuộc 19 thành phố, trong đó có Sán Đầu, Mậu Danh, Yết Dương, Thanh Viện, Mai Châu, 48 người chết, 31 người mất tích, 967.000 người phải di rời khẩn cấp, 34.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, hơn 9.800 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 373,3 nghìn ha. Trong đó, 23,8 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,6 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Ban Dân Chính Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã khiến 1,312 triệu người tại 15 thành phố và 55 quận huyện, trong đó có Ngô Châu, Bắc Hải, Hà Châu, Ngọc Lâm và Tần Châu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 29 người chết và 113.000 người được chuyển khẩn cấp, gần 6.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng và hơn 6.400 ngôi nhà bị hư hại nhẹ. 39.900 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 34.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 460 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận mưa lớn nhất năm nay khiến 94 người chết, 31 người mất tích ở 8 tỉnh phía Nam. Kể từ ngày thứ Sáu tuần vừa qua đã có mưa lớn ở Giang Nam, phía Bắc Nam Trung Quốc, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác. Khu vực phía Đông lượng mưa tích lũy là 100-250mm, Quý Châu, Cản Nam và An Thuận, Quảng Tây, Quế Lâm và Liễu Châu, Giang Tây, Tây An, Cám Châu, Phúc Châu và Thượng Nhiêu, Chiết Giang, Phủ Châu, Phúc Kiến, Nam Bình và Tam Minh, Quảng Đông, Hà Nguyên và Quảng Châu và những nơi khác có 350-470mm. Lượng mưa điểm lớn nhất ở Tây An, Giang Tây là 730mm và ở Quế Lâm, Quảng Tây là 1.021mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông ở nhiều nơi dâng cao, lũ lụt xảy ra ở một số khu vực đô thị và một số lượng lớn đất canh tác bị ngập lụt. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa lớn nhất trong năm nay ở miền Nam đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu và các nơi khác, khiến 8 tỉnh và khu tự trị với 4,532 triệu người ở 249 quận trong 44 thành phố và quận tự trị bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 94 người chết, 31 người mất tích, 300.000 người phải di rời khẩn cấp và 125.000 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống. Hơn 7.000 ngôi nhà bị sập, 32.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 330,4 nghìn ha, trong đó 31,5 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,19 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Chiết Giang có 89.000 người bị ảnh hưởng tại 7 quận huyện, ở Khúc Châu và Lệ Thủy, 17 người chết, trong đó có 3 người chết đuối, 12 người bị chôn vùi do lở đất và 2 người do sập nhà, 1 người mất tích, 2,2 nghìn người khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 2.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 500 ngôi nhà bị sập, hơn 2.400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 4,4 nghìn ha, trong đó hơn 500 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 760 triệu nhân dân tệ.
tỉnh Phúc Kiến có 180.000 người ở 29 quận huyện ở thành phố bao gồm Tam Minh, Nam Bình và Long Yên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 24.000 người phải di rời khẩn cấp. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hại ở mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 13.400 ha, trong đó 2.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1.000 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Giang Tây có 2,427 triệu người ở 65 quận trong 9 thành phố, bao gồm Cám Châu, Tế An và Ưng Đàm, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 22 người chết, trong đó 6 người chết đuối, 2 người bị sét đánh, 2 người do sập nhà, 1 người do điện giật, 11 người do sạt lở đất vùi lấp, 3 người mất tích, 219.000 người phải di rời khẩn cấp và tái định cư, 93.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.750 căn nhà bị sập, 15.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 185.700 ha, trong đó 18.200 ha không thu hoạch được. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,34 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Hồ Nam có 822.000 người ở 46 quận trong 12 thành phố và quận tự trị, bao gồm Hành Dương, Thiệu Dương và Sâm Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 20 người chết đuối và chết. 29.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 9.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập và hơn 5.500 phòng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 45.000 ha, trong đó 6.800 ha bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 920 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Hồ Nam và Ban quản lý khẩn cấp tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 cấp cứu thiên tai cấp tỉnh vào lúc 9 giờ ngày thứ Bảy, đồng thời cử một đội công tác đến khu vực thiên tai để điều tra thảm họa và cứu trợ. Đồng thời, Cục Quản lý khẩn cấp tỉnh và Sở Tài chính tỉnh đã khẩn trương thống nhất phân bổ 8,5 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh để đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Quảng Đông có 154.000 người ở 13 quận ở Hạ Nguyên, Mai Châu và Thiệu Quan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 24 người chết, trong đó 7 người chết đuối, 4 người do sập nhà và 13 người bị chôn vùi do sạt lở đất. 15.000 người phải khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 1.700 ngôi nhà bị sập, hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 64.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 940 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Quảng Tây, 571.000 người ở 37 huyện thuộc 6 thành phố gồm Quế Lâm, Hà Trì, Liễu Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23 người chết, trong đó 11 người chết đuối, 12 người bị chôn vùi do lở đất, 10 người mất tích, 23.000 người khẩn cấp di rời tái định cư, 20.000 người cần hỗ trợ về y tế, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 33.500 ha, trong đó 2.900 ha đã bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,35 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Trùng Khánh có 17.000 người ở 12 quận bao gồm Phúc Lĩnh, Kỳ Giang và Giang Tân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 11 người chết do sập nhà và hơn 100 người phải di rời khẩn cấp, hơn 300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, hơn 700 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó không có thu hoạch hơn 100 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 25 triệu nhân dân tệ. Tại Quý Châu có 272.000 người ở 40 quận trong 8 thành phố, quận tự trị bao gồm Kiềm Nam, An Thuận và Bích Khiết đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.900 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 800 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống. Hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích mùa màng bị ảnh hưởng là 137.000 ha, trong đó 1.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 240 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, hôm qua một vụ lở đất tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trường Hà Bá trên sông Đại Độ ở huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 64 người thiệt mạng. Mương Tương Thủy Câu là một nhánh mương rất dốc ở hữu ngạn sông Đại Độ, tọa lạc tại xã Xê Lian, huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên, gần nơi hợp lưu của Mương Tương Thủy và sông Đại Độ, cũng là nơi xây dựng thủy điện Trường Hà Bá trên sông Đại Độ. Địa hình khu vực này rất dốc, sông Đại Độ gầm rú trong hẻm núi sâu, hai bên vách đá dựng đứng khiến người ta chóng mặt. Mương Tương Thủy ban đầu có rất nhiều trầm tích bị sụp đổ và nó là một mương dòng chảy mảnh vụn với những thảm họa tiềm tàng. Kể từ khi xây dựng nhà máy thủy điện Trường Hà Bá, đơn vị xây dựng đã chất đống một lượng lớn đất hư hỏng ở Mương Tương Thủy Câu và ở cửa mương do khai thác đá và xây dựng lại đường, quạt bồi tích và các kênh của chúng.
Và tối qua, lượng mưa cục bộ đạt 156,1mm trong vòng 2 giờ, gần với cường độ mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong một ngày là 172,3mm. Và lúc 2 giờ 57 phút sáng ngày hôm qua, một dòng mảnh vụn khổng lồ đã xảy ra ở Tương Thủy Câu, lán trại của nhân viên các đơn vị xây dựng như Cục Thủy điện số 7, Cục Thủy điện số 14 và cầu đường Trung Quốc ở lối vào Tương Thủy Câu đã bị phá hủy. Nhà kho làm việc rộng hàng mét vuông đã bị chôn vùi do lở đất, làm hư hỏng 32 phương tiện các loại, hơn 141 máy móc và thiết bị khác nhau, cùng hơn 1.400 tấn vật liệu xây dựng khác nhau. Cửa của mương Tương Thủy Câu đã được nâng lên khoảng 8 mét bởi dòng chảy mảnh vụn. Dòng chảy mảnh vụn đổ vào sông Đại Độ và chặn dòng sông tạo thành hồ chắn có chiều dài khoảng 3.000 mét, chiều rộng khoảng 50 mét và dung tích chứa. Tuy nhiên, lòng sông Đại Độ đoạn này vẫn bị thu hẹp gần một nửa, khiến khoảng 3.000 tỉnh lộ 211 bị ngập. Lượng rác thải tích tụ lên tới 400.000 mét khối, tổng cộng có 64 người thiệt mạng và mất tích trong trận sạt lở đất này. Trong đó, riêng tại Cục Thủy điện số 7 có 31 người thiệt mạng và mất tích. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!